thể và đẹp nhờ tư thế đúng. Tư thế đúng rất quan trọng đối với sức khỏe. Nó giúp cho các cơ quan, bộ phận trong cơ thể được định vị ở đúng chỗ dành cho nó và cho phép chúng hoạt động hiệu quả nhất có thể. Trong nhiều trường hợp, chỉnh sửa tư thế là tất cả những gì cần thiết để giảm đau lưng. Hầu hết mọi người đều có tư thế sai lệch ít hoặc nhiều, nhưng cũng thật may mắn là việc đạt được và duy trì tư thế tốt là tương đối dễ dàng. Chúng ta hoàn toàn có thể tự cải thiện tư thế của mình thông qua tự ý thức những sai lệch và điều chỉnh bằng luyện tập hàng ngày. Một phần của việc tạo tư thế đúng là xem lại thói quen sinh hoạt trong các hoạt động đứng ngồi và đi của mình. Và bây giờ, bạn hãy cùng tôi tìm hiểu các cách thiết lập tư thế đúng nhé. Đầu tiên là tư thế đứng. Khi đứng, hãy ý thức giữ lưng của bạn thẳng, hai chân khép hoặc tách nhẹ bằng hông, bụng của bạn hóp nhẹ hay còn gọi là rút bụng về rốn. Ý thức mở lồng ngực và nâng vai của mình lên, giữ cằm song song với mặt đất để gương mặt được ngẩng lên và luôn nghĩ về điều tích cực. Đây là vài hình ảnh về tư thế đứng đẹp và không đẹp để bạn tham khảo. Tư thế chưa đẹp hay tư thế đứng sai là khi đầu của bạn chúc về phía trước, vai hơi khom, một phần do cơ bụng yếu và lưng bị võng. Hãy luôn nhắc mình giữ thẳng lưng và mở vai khi đứng nhé. Nếu như bạn phải đứng để làm việc, hãy đảm bảo chiều cao của bạn phải đủ cao để trong quá trình làm việc bạn không phải cúi xuống. Ý thức giữ lưng và cột sống thẳng tự nhiên, tránh cúi người về phía trước hoặc nghiêng sang một bên, đầu gối hơi cong hoặc thả lỏng, thoát nhẹ bụng lại. Nếu bạn phải đứng trong thời gian dài, bạn có thể đặt chân trước chân sau ở tư thế thăng bằng, lần lượt đổi bên chân để truyền trọng lượng cho cả hai chân. Tiếp theo là tư thế ngồi. Dân văn phòng hay những người làm việc thường xuyên với bàn phím thường hay gặp các vấn đề về đau cổ gáy khi duy trì ngồi làm việc quá lâu. Việc ý thức điều chỉnh tư thế ngồi của mình phần nào đó sẽ giúp bạn phòng tránh và giảm các triệu chứng đau nhức mỏi. Đương nhiên là bạn không thể bỏ qua việc xen kẽ vận động nhẹ nhàng để giảm áp lực cho cột sống và tránh tác hại của việc ngồi một chỗ quá lâu. Vậy, ngồi như thế nào là đúng? Khi ngồi, bạn đảm bảo lưng thẳng và vuông góc với đùi, vai mở rộng và nâng cằm lên. Một chiếc ghế ngồi tốt khi bạn có thể giữ cho đùi song song với sàn. Hạn chế thói quen bắt chéo chân vì về lâu dài thói quen này gây ảnh hưởng đến sức khỏe cột sống rất nhiều. Khi ngồi, hai bàn chân của bạn cần chạm sàn để đôi chân được thả lỏng thoải mái. Nếu chân bạn không chạm xuống sàn, hãy dùng thêm đồ để kê hoặc gác chân. Và bây giờ, chúng ta cùng xem lại tư thế ngồi viết của bé. Nếu bạn có con đang ở độ tuổi đi học, hãy quan sát và điều chỉnh lại thói quen ngồi đúng cho con nhé. Khi viết, chúng ta cần giữ lưng thẳng, hai bàn chân chạm sàn và đùi song song với sàn. Tương tự đối với việc ngồi đọc sách, lúc đọc hoặc viết phải có đủ ánh sáng để mắt không bị mỏi, phải ngồi ngay ngắn để tránh vẹo xương còng lưng và nên giữ khoảng cách từ sách đến mắt từ 30 đến 40 phân là vừa, không để gần mắt quá, sinh cận thị. Thỉnh thoảng cho mắt nghỉ xả hơi, khi mỏi mắt nên cho mắt xả hơi bằng cách nhắm mắt lại một lúc hoặc nhìn vào khoảng không ở xa xa. Lần giữ thẳng, đặt sách ở góc 45 độ và cách mắt 30cm nhé. Hai tay đặt trên bàn và hai bàn chân chạm sàn. Và bây giờ thì đối với tư thế ngồi làm việc của bạn, nếu bạn sử dụng máy tính, hãy điều chỉnh sao cho màn hình hơi hướng lên để buộc bạn phải ngồi thẳng lưng và có một tư thế ngồi tốt.
Đây là hình ảnh của tư thế ngồi làm việc đúng và chưa đúng. Bàn làm việc lý tưởng là khi chiều cao bàn và màn hình máy tính đủ cao để bạn không phải cúi đầu xuống khi làm việc, không khom lưng hay đổ người về phía trước, luôn ý thức ngồi thẳng lưng và hai bàn chân chạm sàn. Sau một ngày dài cho các hoạt động hay công việc, giờ là lúc chúng ta thư giãn và chuẩn bị cho giấc ngủ trong tư thế nằm. Tư thế nằm rất quan trọng cho chất lượng giấc ngủ của bạn. Khi bạn nằm xuống, hãy đảm bảo rằng lưng của mình thẳng và không bị cong. Đặt một chiếc gối bên dưới đầu gối sẽ giúp lưng thẳng và cơ thể bạn được thư giãn. Không nên nằm gối quá cao, ảnh hưởng đến cột sống cổ. Việc lưu ý tư thế khi thức dậy cũng quan trọng không kém khi bạn chuyển tư thế nằm sang ngồi. Hãy lưu ý là bạn không nên bật dậy ngay. Thay vào đó, hãy co gối trái và nghiêng người sang phải, chống tay và từ từ ngồi dậy. Một thói quen tốt khi thức dậy đầu ngày, chúng ta có thể làm là mỉm cười ngay vừa khi tỉnh giấc. Duỗi người một chút trên giường, vận động tay chân khoảng 3 đến 5 phút, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy. Ngồi trên giường thêm 3 đến 5 phút nữa, rồi mới đứng dậy. Thói quen tốt này không chỉ có thể tránh được hiện tượng huyết áp tăng cao hay nhức đầu do đứng dậy quá nhanh, hơn nữa còn có thể giúp bạn nhanh chóng tỉnh táo. Tư thế đi. Cách đi phản ánh tính cách của một cá nhân. Hãy giữ cằm của bạn phải song song với mặt đất. Hông và bụng của bạn giữ thẳng và phù hợp với phần còn lại của cơ thể, tránh cong lưng. Luôn luôn nhớ nhìn thẳng khi đi bộ và không cúi xuống các đầu ngón chân nhé. Tư thế khiêng vật nặng. Khi cần khiêng vật nặng, bạn cũng cần lưu ý thực hiện với tư thế đúng để bảo vệ cột sống của mình. Luôn chỉ dùng cơ bắp và cử động của tay, chân, đùi chứ không dùng cử động của lưng, hông trong khi nâng. Giữ lưng luôn thẳng, không ngửa ra phía sau, mở chân rộng bằng vai. Luôn khởi động nhẹ nhàng trước khi mang vác bất cứ vật nặng gì để tránh bị tổn thương các khớp và cơ. Việc cúi người khom lưng nhấc vật nặng lên sẽ khiến cột sống phải chịu lực tăng gấp 3 đến 5 lần so với bình thường, từ đó gây ra những tổn thương cho cột sống. Ví dụ, khi bạn nâng vật nặng 25kg nhưng với tư thế khom lưng thì áp lực lên các đĩa đệm ở đáy thắt lưng là 375kg. Khi đặt vật nặng xuống, tuyệt đối không khom lưng để thả vật nặng, phải phối hợp giữa các cơ tay, cơ đùi và cử động của khuỷu tay, đầu gối. Và bây giờ là tư thế mang ba lô. Hãy lưu ý chỉnh sửa việc mang cặp sách hay ba lô, đảm bảo cân bằng cho hai bên trái phải của cơ thể để hạn chế cột sống bị vẹo lệch do thói quen chỉ mang theo bên thuận nhé. Nếu đeo ba lô hoặc đeo túi một bên vai thì nên luân phiên đổi bên. Ba lô cần được đeo thẳng và sát vào lưng, đáy ba lô chạm vào phía trên thắt lưng. Trẻ em chỉ nên đeo túi chéo với tổng trọng lượng tối đa 5% cơ thể và ba lô là 10%. Cột sống của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển và để tránh việc con bị tật gù lưng, vẹo cột sống, cha mẹ cần chú ý đeo ba lô cặp sách đúng tư thế cho trẻ. Hãy thực hành tư thế tốt trong các hoạt động hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cột sống của bạn. Nếu thường xuyên phải ngồi làm việc hoặc ngồi học, bạn nên vận động nhẹ nhàng cách 30 đến 40 phút một lần, vừa giúp máu huyết lưu thông, vừa giúp phòng tránh các vấn đề về xương khớp và giảm áp lực cho cột sống.
Nếu bạn nhận thấy mình đang chùng xuống hoặc quay trở lại thói quen tư thế xấu trước đây, hãy sửa ngay tư thế của bạn. Nếu bạn đang xem bài này ở tư thế nằm nghiêng, cúi đầu xuống điện thoại hay cong người gù lưng, thì hãy lập tức ngồi thẳng người lên nhé. Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi, cằm song song với sàn, giữ lưng thẳng, mở vai, mở ngực. Hãy giữ tư thế đúng để bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Hy vọng một chút chia sẻ trong clip này có thể mang đến một số thông tin hữu ích cho bạn. Bây giờ, tôi mời bạn cùng xem một video ngắn về lợi ích của tư thế đúng từ Tết nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe và bình an. Lợi ích của tư thế tốt. Tư thế của bạn, cách bạn ngồi hay đứng là nền tảng cho mọi cử động của cơ thể và có thể quyết định cơ thể bạn thích ứng với các sức ép như thế nào. Sức ép này có thể là mang theo vật nặng hay ngồi trong một tư thế kỳ quặc. Và sức ép lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày đó là trọng lực. Nếu tư thế của bạn không tối ưu, các cơ của bạn phải làm việc nhiều hơn để giữ bạn đứng thẳng và cân bằng. Một số cơ sẽ trở nên cứng nhắc và thiếu linh hoạt, một số sẽ bị cản trở. Về lâu dài, tư thế xấu sẽ giảm khả năng chịu lực của cơ thể và gây tổn thương khớp nối và dây chằng, tăng khả năng xảy ra chấn thương và khiến một số cơ quan như phổi hoạt động kém hiệu quả. Các nhà nghiên cứu nhận thấy tư thế xấu có liên quan đến các chứng vẹo xương sống, các cơn đau đầu và đau lưng, mặc dù đây không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra các chứng bệnh này. Tư thế thậm chí có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý và việc bạn dễ bị đau đớn. Vậy có rất nhiều lý do để giữ một tư thế tốt, nhưng càng khó để làm điều đó thời nay. Ngồi với tư thế xiên vẹo hay khòm lưng lâu dài hình thành nên tư thế xấu, và cả sử dụng máy tính hay điện thoại cũng vậy. Đó là những tư thế mà buộc bạn phải nhìn xuống. Vậy một tư thế tốt là như thế nào? Khi bạn nhìn trục xương sống từ trước ra sau, thì tất cả 33 đốt sống đều phải trên một đường thẳng. Nếu nhìn từ mặt bên, xương sống có 3 điểm cong, một ở cổ, một ở vai và một ở thắt lưng. Bạn không sinh ra với một cuộc sống hình chữ S. Cuộc sống của em bé chỉ có một đường cong như chữ C. Các khúc cong khác thường phát triển trong 12 đến 18 tháng, cùng với sự phát triển của các cơ. Những đường cong này giúp chúng ta đứng thẳng và giải tỏa áp lực từ các hoạt động như đi bộ và chạy nhảy. Nếu các điểm này được xếp ngay hàng, thì khi đứng thẳng, bạn có thể vẽ một đường thẳng từ vai, hông và mắt cá chân. Tư thế này giúp trọng tâm cơ thể thẳng theo trục cơ thể, cho phép bạn di chuyển hiệu quả mà ít bị chóng mặt hay căng cơ nhất. Nếu bạn ngồi thì cổ nên được giữ thẳng, không phải cúi về phía trước. Hai vai nên thả lỏng với cánh tay gần thân mình. Đầu gối nên vuông góc với bàn chân đặt hoàn toàn trên mặt đất. Nhưng nếu tư thế của bạn không được tốt như vậy, hãy thử thay đổi môi trường xung quanh, chỉnh lại màn hình để nó ngay hay chỉ dưới tầm mắt một chút xíu. Chắc rằng tất cả các phần của cơ thể như khuỷu tay và cổ tay đều có điểm tựa và sử dụng các thiết bị hỗ trợ nếu cần. Khi ngủ, hãy nằm nghiêng và có gối đỡ cổ và một chiếc gối kẹp giữa hai chân. Đi giày gót thấp và có khung đỡ tốt. Chỉ có tư thế tốt thôi là chưa đủ. Giữ cơ bắp và các khớp luôn cử động rất quan trọng. Thực ra, đứng thẳng trong tư thế tốt trong một thời gian dài có thể còn tệ hơn hoạt động bình thường với tư thế xấu. Khi di chuyển, hãy di chuyển một cách hiệu quả, mang những đồ bạn cần mang sát với cơ thể. Ba lô nên tiếp xúc với lưng và đeo cân đối.
Nếu bạn ngồi nhiều thì thi thoảng đứng lên và di chuyển xung quanh khi có thể. Và chắc chắn phải tập thể dục nhé. Sử dụng các cơ bắp sẽ giúp chúng đủ khỏe để chống đỡ cơ thể bạn hiệu quả, ngoài các lợi ích cho khớp xương, não và tim. Và nếu bạn thật sự lo lắng, hãy đến bác sĩ vật lý trị liệu kiểm tra, vì đúng là bạn thật sự nên đứng thẳng. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn nhiều sức khỏe và bình an.